huyền phụ. Chê La Minh đã hết lòng quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho anh em khi ngài còn tại thế. Trước khi lâm chung, Chê La Minh còn hứa sẽ còn bênh đỡ anh em. Chúng ta tin tưởng đặt hy vọng vào sự bầu cử của cha thánh La Minh trước thánh Khang Chú. Đặc biệt, chúng ta thêm vững lòng trông cậy lòng thương xót của Chúa qua lời hứa bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria dành cho dòng và cho mỗi người chúng ta là con cái hậu thế của cha thánh La Minh. Trong khi còn đang chìm đắm trong việc cầu nguyện, cha La Minh thấy Đức Mẹ ngồi bên tay hữu Chúa với sự hiện diện đông đủ của triều thần Thiên Quốc và đủ mặt các dòng tu, chỉ thiếu các tu sĩ của cha La Minh. Cha òa lên khóc, nhưng Chúa